Gần đây, tỉnh Bình Dương đã đề xuất xây dựng một sân vận động mới tầm cỡ quốc tế để làm điểm nhấn cho địa phương, cùng với đó là đưa các giải đấu quốc tế về với địa phương này nhiều hơn. Với sức chứa 50.000 đến 60.000 chỗ ngồi, nếu thành hiện thực, nó sẽ là sân vận động lớn nhất tại Việt Nam. Việc các tỉnh đề xuất xây dựng những sân vận động mới với quy mô vài chục nghìn khán giả là điều không hề hiếm ở Việt Nam. Nhưng những dự án này hầu như chỉ nằm trên giấy, rồi dần rơi vào quên lãng. Chưa có dự án nào có thể đi được từ trên giấy đến hiện thực. Nhiều sân vận động được vẽ ra rất lung linh, rồi chết yểu, đã làm người dân ở nhiều địa phương vô cùng thất vọng. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vốn đã phát chán với các đề xuất xây dựng các sân vận động của các địa phương vì chẳng biết bao giờ mới thành sự thật. Trong video này, chúng tôi sẽ điểm qua các dự án xây mới sân vận động mà các tỉnh đã lên kế hoạch. Hãy cùng xem dự án nào có tiềm năng sớm trở thành hiện thực. Huyền thoại của các huyền thoại chính là sân vận động Rạch Chiếc, được thành phố Hồ Chí Minh dự kiến xây dựng từ 30 năm trước đến nay vẫn nằm trên giấy. Dự án khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc có chủ trương đầu tư từ năm 1994. Theo quy hoạch, dự án có quy mô 466 hectare, gồm các công trình thể thao đạt chuẩn Olympic như sân vận động 50.000 chỗ thi đấu bóng đá và thi điền kinh, nhà thi đấu thể thao tổng hợp, hồ bơi, để có thể tổ chức các giải đấu quốc tế lớn. Tuy nhiên, sân nhiều lần điều chỉnh thì nay chỉ còn khoảng 212 hectare, trong đó 180 hectare sẽ dùng đầu tư vào các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật. Thành phố Hồ Chí Minh từng kỳ vọng hoàn thành được dự án này để kịp đăng cai SEA Games 31 vào năm 2021, nhưng phải rút lui vì công tác bồi thường vẫn chưa xong và dự án vẫn tiếp tục đóng băng. Theo Sở Văn hóa Thể thao, khó khăn nhất trong triển khai thực hiện dự án này là công tác đền bù giải tỏa mặt bằng. Cụ thể, tổng giá trị đền bù thu hồi đất của dân được tính năm 2018 là 8.000 tỷ đồng. Thế nhưng, với giá trị thực tế đền bù hiện nay có thể lên đến hơn 20.000 tỷ đồng và không biết đến bao giờ mới được triển khai thực hiện. Nằm trong khu liên hợp thể thao Hòa Xuân của thành phố Đà Nẵng sẽ có hai sân vận động quy mô 20.000 và 40.000 chỗ ngồi. Trong đó, sân vận động Hòa Xuân 20.000 khán giả đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tháng 6 vừa qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng thông qua quy hoạch phân khu xây dựng khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân, trong đó có sân vận động mới 40.000 khán giả. Sân vận động 40.000 chỗ này đã được thành phố Đà Nẵng ấp ủ thực hiện từ năm 2010 với vốn đầu tư từ 30 đến 40 triệu đô la Mỹ. Mặc dù vậy, thời gian thực hiện của dự án vẫn còn khá xa. Khi thành phố dự kiến dự án được chia thành hai giai đoạn đầu tư, giai đoạn 1 từ nay đến năm 2030, giai đoạn 2 từ năm 2030 đến 2045. Dự án sân vận động trung tâm nằm trong khu liên hợp thể thao vùng Tây Nguyên, được tỉnh Đắk Lắk đề xuất từ năm 2017. Sân vận động mới rộng với 27 hectare, sức chứa 25.000 chỗ ngồi, với vốn đầu tư khoảng 560 tỷ đồng, theo hình thức PPP, hợp đồng BT. Đến tháng 9 năm 2017, dự án này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chính thức phê duyệt. Ban đầu, dự kiến thời gian thực hiện trong vòng 3 năm từ 2017 đến 2020. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa biết khi nào sân vận động mới này sẽ được xây dựng. Tháng 3 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã kết luận thống nhất chủ trương kế hoạch thực hiện xây dựng sân vận động mới khoảng 15.000 chỗ ngồi thay thế sân vận động Đồng Hới theo phương án BT. Trong đó, giai đoạn 1 chỉ đầu tư hạng mục sân vận động, cột đèn, hệ thống thông gió và các phòng chức năng. Các hạng mục như mái che, ghế ngồi và hệ thống điều hòa sẽ đầu tư ở giai đoạn 2. Sân vận động mới sẽ được xây dựng tại thôn Lộc Đại, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới với quy mô dự kiến từ 7 đến 8 hectare. Hiện tại, sân vận động Đồng Hới đã được phá dỡ để xây dựng quảng trường Hồ Chí Minh. Trong khi đó, dự án xây dựng sân vận động mới của tỉnh này thì vẫn nằm bất động ở điểm thống nhất chủ trương. Tháng 3 năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Cạn đã quyết nghị thông qua chủ trương đầu tư xây dựng sân vận động tỉnh tại thành phố Bắc Cạn với quy mô tối đa 15.000 chỗ ngồi. Dự án có tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng. Do Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Cạn làm chủ đầu tư, tỉnh Bắc Cạn chưa có sân vận động nên việc phát triển các hoạt động thể dục, thể thao gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ là rất cần thiết. Theo đó,
Trong giai đoạn 2022-2025, tỉnh Bắc Cạn sẽ xây dựng sân vận động tối đa 15.000 chỗ ngồi và các hạng mục phụ trợ. Dự án hoàn thành hứa hẹn sẽ góp phần đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của người dân tỉnh này. Tháng 6 năm 2022, tỉnh Bắc Cạn đã thông báo mời tham gia thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc cho sân vận động tỉnh. Cuối tháng 8 vừa qua, lãnh đạo tỉnh này đã tiến hành kiểm tra khảo sát dự án, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đang tồn tại để sớm thực hiện dự án. Là một trong những cái nôi ươm mầm cho nhiều tài năng của bóng đá Việt Nam, nhưng Hải Dương lại chưa có một sân vận động đầy đủ tiêu chuẩn để phục vụ tập luyện cho bóng đá. Tỉnh này đã ấp ủ xây dựng một sân vận động mới từ khá lâu. Tháng 8 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã tái khởi động dự án xây sân vận động 30.000 chỗ ngồi nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển bóng đá của tỉnh và hướng tới mục tiêu tương lai có một đội bóng chuyên nghiệp thi đấu tại V-League. Sân vận động này nằm trong đề án phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh này phê duyệt. Và cũng như các dự án trước đó, mọi thứ vẫn chưa có gì mới từ đó cho đến nay. Ngày 20 tháng 6 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã thống nhất đầu tư sân vận động An Giang mới ở phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên để thay thế sân vận động tỉnh đã xuống cấp. Tháng 2 năm 2021, sân vận động An Giang đã chính thức bị phá bỏ để chuyển giao cho công ty của Bầu Hiển thực hiện dự án trung tâm thương mại. Trong khi đó, dự án xây dựng sân vận động mới đã có những tiến triển nhất định khi tháng 10 năm 2021, tỉnh này đã công khai lấy ý kiến cộng đồng về phương án kiến trúc sân vận động An Giang mới cho hai phương án đã thi tuyển trước đó. Sân vận động mới của tỉnh An Giang sẽ có sức chứa 20.000 khán giả. Đến thời điểm hiện tại, phương án kiến trúc của sân vận động mới này đã dần lộ diện, dù chưa được xác nhận chính thức từ chủ đầu tư. Hiện tại vẫn chưa có thêm thông tin mới về dự án này, có lẽ thời gian chờ đợi của khán giả An Giang sẽ vẫn còn tiếp diễn dài. Sân vận động Thái Nguyên mới có lẽ là dự án sân vận động đi được quãng đường xa nhất từ khi được thống nhất chủ trương đầu tư, khi dự án này đã tiến sát đến ngày khởi công. Tháng 5 năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng sân vận động Thái Nguyên mới với tổng mức đầu tư là 309,4 tỷ đồng. Đến tháng 7 năm 2021, chủ đầu tư đã tiến hành mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình sân vận động Thái Nguyên. Và tháng 9 năm 2021, tỉnh này đã công bố phương án thiết kế được chọn cho sân vận động mới, thiết kế mang tên Hoa Đại Ngàn của một công ty thuộc Bộ Quốc phòng đã đoạt giải nhất. Sân vận động Thái Nguyên với sức chứa 22.000 chỗ ngồi được thiết kế để trở thành biểu tượng của thành phố Thái Nguyên đang chuyển mình mạnh mẽ. Tháng 10 năm 2021, chủ đầu tư dự án đã đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 309,4 tỷ đồng lên 466 tỷ 062 triệu đồng và đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông qua vào tháng 11 năm 2021. Đầu tháng 8 năm 2022, chủ đầu tư đã công bố lựa chọn được nhà thầu cho giai đoạn đầu tiên của dự án sân vận động Thái Nguyên mới. Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu và chuẩn bị đủ mặt bằng để nhà thầu khởi công công trình. Nhà thầu cũng đã chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, máy móc và vật liệu để triển khai thi công. Dự án dự kiến sẽ được khởi công trong tháng 8 năm 2022. Tuy vậy, đến thời điểm này việc khởi công vẫn chưa được tiến hành.